Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hồng Phúc Mobile nha. Bên em chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi tất cả các loại smartphone cũ đã qua sử dụng nha anh em. Thì bên em bán hàng có hai hình thức. Anh em ở Sài Gòn có thể ghé trực tiếp shop em để giao lưu nha. Địa chỉ thì em có chạy trên màn hình đây. Số nhà 80/97B, đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em ở xa không đến được trực tiếp thì bên em có hỗ trợ ship COD toàn quốc cho anh em. Nhận hàng kiểm tra đúng như clip em miêu tả thì anh em mới thanh toán nha. Thanh toán tại nhà rất là tiện lợi và bên em sẽ miễn phí ship cho anh em. Chế độ bảo hành của bên em là 3 tháng cả phần cứng lẫn phần mềm. Riêng phần màn hình thì bao test cảm ứng cho anh em là 3 tháng. Và phần hiển thị màn hình thì bao cho anh em 7 ngày. Kể từ khi anh em nhận máy, bên em sẽ không bảo hành khi màn hình xuất hiện sọc, đốm, nứt kính và mất hiển thị. Và đây là hai số điện thoại để anh em gọi khi chốt hàng. 0818 60 60 60 và số thứ hai cũng là số Zalo và số tài khoản ngân hàng luôn nha anh em. 0902 060 151, ngân hàng VB Bank Việt Nam Thịnh Vượng, chủ tài khoản là Hồng Minh Khôi nha. Đây là số tài khoản duy nhất của Hồng Phúc Mobile, mọi số tài khoản khác thì không phải là bên em, cho nên anh em lưu ý khi chuyển khoản ship COD nha. Ngoài ra bên em có hỗ trợ cho anh em trả góp thông qua căn cước công dân và thẻ tín dụng. Những anh em nào muốn mua góp thông qua căn cước công dân thì phải ghé trực tiếp shop em để lên hồ sơ, thủ tục rất dễ dàng, không thẩm định tài chính và không gọi người thân nha anh em. Còn những anh em nào mà xài thẻ tín dụng thì có thể quẹt online từ xa nha. Đó, bên em sẽ gửi link cho anh em, rồi anh em điền thông tin của thẻ tín dụng của anh em vào. Quẹt thẻ thành công thì em sẽ miễn phí ship đến tận nhà cho anh em. Nhận hàng kiểm tra, ok thì anh em mới nhận máy nha. Rồi, đôi điều về cái thông tin liên lạc, chế độ bảo hành, cũng như là tài khoản ngân hàng và chương trình trả góp miễn phí ship toàn quốc cho anh em. Mỗi ngày Hồng Phúc Mobile đều có lên một clip để phục vụ anh em những mẫu máy smartphone bên em hiện có. Anh em nào có đam mê công nghệ thì xem được clip này, nhín lại một ít thời gian để cho em xin một like và một follow đăng ký kênh để báo giá cho anh em nha. Cái đầu tiên của clip hôm nay thì em lên cho anh em một siêu phẩm 14 Pro Max màu gold cực kỳ đẹp luôn em. Đó, con này là phiên bản quốc tế Mỹ nha. Pin zin 99% luôn, cực kỳ là trâu bò nha anh em. Và mức giá em bán cho anh em con này là 19.600.000. Đã bao gồm sạc cáp 20W cũng như là miếng dán cường lực và tặng thêm cho anh em một cái ốp lưng nữa nha. Và đặc biệt hơn nữa là bên em sẽ miễn phí ship đến tận nhà cho anh em. Đó, nhận hàng kiểm tra, ok đẹp giống như clip này thì anh em mới thanh toán nha. Ngoại hình con này thì quá đẹp và quá nét, đẹp tầm khoảng 99% luôn em. Màu gold là màu đẹp nhất của dòng 14 Pro Max nha. Đó là theo đánh giá cá nhân của Hồng Phúc Mobile thôi. Còn dĩ nhiên anh em thích màu nào thì có thể chọn mua màu đó nha. Ngoại hình con này thì quá đẹp rồi. Đây là phiên bản 14 Pro Max LLA quốc tế Mỹ. Con này còn iOS thấp luôn anh em. Đó, những anh em nào muốn xài iOS thấp thì có thể chốt ngay con này. Hoặc anh em có thể cập nhật lên phần mềm thoải mái nha. Hiện tại thì đang chạy là 16.6.1, 128GB. Phiên bản quốc tế thì nó sẽ báo là không giới hạn SIM nha. Và bản quốc tế Mỹ thì anh em không có chỗ để SIM vật lý. Cho nên anh em muốn xài SIM thì mình bắt buộc phải đi ra ngoài nhà mạng để add hai cái eSIM vào. eSIM thì rất là dễ dàng thôi, anh chỉ cần anh em đem căn cước công dân theo đó thì anh em chỉ cần nói với giao dịch viên là add eSIM cho anh em vào, thì chi phí một lần add eSIM như vậy thì tầm khoảng 25.000 cho tới 35.000 nha anh em. Rồi, con này thì 19.600.000, màu gold, phiên bản quốc tế, pin 99%, cực kỳ là trâu luôn em. Đây, em quay cho anh em xem cái pin nha. Pin này là pin zin máy nha anh em, chứ không phải là pin thay nha. Bên em bán hàng cực kỳ là đúng tình trạng. Pin thay thì em sẽ báo cho anh em là pin thay. Con này là pin zin tuyệt đối luôn nha anh em. Ở ngoài hình quá đẹp luôn, 99% luôn. Nó có hơi nhầm xíu xíu thôi, không đáng kể lắm. Nó những con máy cũ đã qua sử dụng nha anh em, không cứng, không mớp. 19.600.000, 128GB. Còn anh em muốn xài cái bộ nhớ cao hơn mà giá thành thì khá là hợp lý thì em về được một cây màu đen 256GB, pin zin 90% nha anh em. Con này thì nó mắc hơn bản 128 hồi nãy có 700.000 thôi. Đó, con này em lên chỉ có 20.300.000 nha anh em. Màu đen. Đó, con này thì ngoại hình thì tầm khoảng 98% thôi. Sườn nó có trầy xíu xíu mép ở chỗ này. Đây, trầy rất là nhẹ nha anh em, trầy nhẹ mép thôi. Anh em soi thật là kỹ mới thấy. Thì nhìn sơ sơ qua qua thì chắc chắn là sẽ không có thấy nha. Đó, sườn nhăm nhẹ theo thời gian. Đánh giá cá nhân thì tầm khoảng 98%. Đó, kính lưng đẹp và màn hình thì đẹp keng, không có bị trầy xước nha anh em. Cây này thì em thu lại của khách quen xài, phải nói là siêu kỹ luôn em ơi. Bọc keo thì nguyên cây, em mới lột ra nha. Pin zin 90%, con này thì cũng là phiên bản quốc tế Mỹ nha anh em.
Đó, có anh em đang gọi thì chút xíu nữa em sẽ gọi lại nha. Tại vì em đang quay cho nên không nghe được. 14 Pro Max LLA quốc tế Mỹ 256GB. Con này cũng giống như con vừa rồi. Thì anh em muốn xài sim thì phải đi ra ngoài nhà mạng để SD sim vào. Bộ nhớ cao nha anh em, 256GB, ngoại hình đẹp 98, trầy nhẹ viền thôi. Đây trầy xíu xiu chỗ này. Dưới trên đây nó có chấm một hai chấm, không đáng kể lắm anh em. Cũng tổng thể thì rất là đẹp nha. Anh em muốn đẹp nữa thì đi dán BBF lại thì chắc chắn là sẽ che được khuyết điểm này. Đó, 20.300.000 thôi nha anh em. Khá là tốt cho một con máy bộ nhớ cao 256GB nha. Rồi tiếp theo thì em còn được một cây siêu phẩm 14 Pro, 15 Pro Max phiên bản quốc tế nha anh em. Con này là màu Natural. Màu này là màu hot nhất thời điểm hiện tại của 15 Pro Max nha anh em. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Đây là một sản phẩm đã được Apple trả bảo hành new 100%, chưa khui và chưa ắc ti nha. Thì khi ắc ti lên thì sẽ bảo hành cho anh em cho tới tháng 11 năm 2024. Đó, kèm theo bill bảo hành của Apple. Đó, kèm theo cái bill này thì anh em được bảo hành toàn quốc luôn. Anh em đi vào những đại lý ủy quyền của Apple thì sẽ được nơi đó bảo hành cho anh em nha. Được bảo hành cho tới ngày tháng 11 năm 2024. Con này thì máy new 100%, cũng không có gì để quay luôn em. Còn cả siêu của Apple luôn nha, chưa có lột luôn nè anh em. Khi active vào thì nó sẽ không có báo linh kiện chính hãng gì hết nha. Nó không báo bất kỳ một cái gì hết, máy new 100%. Và mức giá em bán con này là 27.900.000 cho một con máy new chưa active nha anh em. Đó, đương nhiên là không sạc, sạc không lần và pin đủ 100% cho anh em. 27.900.000. Hiện tại thì mình check cái số series này thì báo trên hệ thống của Apple là Play Active Phone, có nghĩa là máy chưa active nha anh em. 27.900.000 cho một con máy new trả bảo hành 100% của Apple nha. Rồi tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em siêu phẩm đầu bảng của Samsung dòng S. Đây là siêu phẩm S24 Ultra. Đó, đây là những con máy dùng lướt đẹp ken span luôn em, 99%. Đương nhiên thì còn bảo hành chính hãng quá dài luôn nha. Một cây tháng 3 năm 2025 và một cây tháng 5 năm 2025 luôn em. Cả hai con này em bán cho anh em đồng giá là 22.600.000 nha. Máy new hôm nay thì tầm khoảng 24 mấy anh em. Hôm qua em bán một cây màu xanh new 100%. Kích online trôi thì em bán với giá là 24.000.000. Thì em lên cái máy đó thì anh em đã qua chốt nhanh rồi. Đó, đem về những con máy lướt nha anh em. Cấu hình của con S24 Ultra này thì đương nhiên là hàng Việt Nam thì anh em dùng được hai sim vật lý, RAM 12GB và bộ nhớ là 256. Siêu phẩm cực kỳ là mạnh mẽ, được trang bị thêm một cái USB. Và camera thì khỏi phải bàn rồi, siêu đẹp và siêu nét, 200MP luôn em. Khả năng zoom xa của nó vẫn là 100x nha, chữ danh của Samsung. Đó, thiết kế thì cầm nắm rất là chắc tay. Và màn hình đợt này thì Samsung sẽ làm cái màn hình phẳng nha em. Nó không phải là màn hình cong giống như là S23 Ultra. Và cái viền này là làm bằng titanium. Con này là xám titanium nha em. Đó, quả là đẹp luôn em ơi. 22.600.000. Có bốc zin kèm theo máy trùng email luôn nha. Em còn được em về được 2 cây thôi. Tặng thêm anh em sạc cáp zin 25W và một cái ốp lưng nữa nha. Và miễn phí ship đến tận nhà cho anh em. Nhận hàng kiểm tra đẹp như thế này anh em mới thanh toán cho shipper nha. Và bên em có hỗ trợ giao lưu trao đổi tất cả các loại đời máy đối với anh em luôn. Những anh em nào ở Sài Gòn thì ghé trực tiếp shop em để định giá nha. Còn những anh em nào ở xa mà đã từng mua máy bên em rồi thì em hỗ trợ cho anh em giao lưu online luôn. Thì khi em ship máy đến, anh em đưa cái máy cho shipper là anh em đã giao lưu được rồi, không cần phải đi gửi gì hết nha. Còn những anh em nào mà chưa từng giao lưu thì em xin phép không có giao lưu những con máy lạ nha. Ưu tiên những anh em nào ghé trực tiếp shop em để giao lưu. 22.600.000 cho siêu phẩm đầu bảng của Samsung nha. Rồi tiếp theo thì em sẽ review cho anh em lô S23 Ultra. Em có khá là đủ màu luôn em. Màu xanh, màu đen và màu cam nha. Em review trước cho anh em một con siêu phẩm màu cam bộ nhớ 1TB là 1024GB. Ngoại hình con này thì tầm khoảng 98%. Sườn đẹp không có bị cấn mớp nha. Nó chỉ bị phai màu theo ở cái góc cạnh như thế này thôi. Đó, do chủ cũ người ta không có xài ốp lưng cho nên nó bị phai màu sơn thôi anh em, chứ không phải là cấn hay mớp gì hết. Màn đẹp và lưng đẹp. Con này thì hàng Việt Nam, hay sim vật lý, RAM thì là 12GB và bộ nhớ trong là 1TB. Quá là khủng long luôn. Đây, thích hợp cho những anh em nào mà muốn lưu trữ bộ nhớ nhiều nha anh em. Quá là khủng long. Con này thì chạy con chip Snapdragon 8 Gen 2. Con chip này thì khỏi phải bàn rồi, cực kỳ là mạnh luôn em. Đáp ứng cho anh em đầy đủ hết tất cả các
chức năng hoặc là anh em chơi game gì đó vô tư luôn nha. Con này thì hết bảo hành rồi, tới ngày 11 tháng 6 2024 là hết rồi anh em. Pin thì vẫn là 5000 mAh và khả năng zoom xa thì cũng tương tự như con S24 Ultra nha, 200 MP và zoom xa là 100 nits, pin siêu châu bò 5000 mAh đó, màu cam 1T, 19.500.000 nha. Còn anh em muốn xài cái phiên bản thấp hơn một tí mà giá thành thì khá tốt, em có về được, em còn được một lô S23 Ultra đó. Đây là những con máy mà em thu đổi lại với khách. Tất cả những con máy này đều là bản RAM 8 và bộ nhớ 256GB nha anh em. Đó, giá thành thì em sẽ cao hay thấp là theo cái ngoại hình nha. Chẳng hạn như con này thì còn bảo hành tới tháng 8 2024, đẹp 99%. Con số 5 em bán với giá là 16.800.000. Đó, máy đẹp 99 bên em thì phải nói là cực kỳ đẹp luôn em. Hầu như là không có bị trầy xước hay là cứng mớp gì hết. Đẹp dữ lắm luôn anh em ơi. Nó hàng 99 thì cực kỳ là đẹp nha. Con này thì khách đã dán cường lực rồi, cường lực xịn luôn em, xài được vân tay. Đó, hai siêu vật lý, con số 5, xuất sắc 99%, 16.800.000 nha. Còn cây màu xanh green này thì là 16.300.000, em đánh dấu là con số 3. Đó, những con máy này đều là hàng Việt Nam nha anh em. Con này thì ngoại hình đẹp 98, 99, nó có bị hơi nhăm nhẹ sườn thôi. Đây, nhắm một chấm nhẹ ngay chỗ này. Đó, ngay cái mép này thì cũng bị phai sơn xíu xiu. Này là bị phai sơn nha, chứ không có bị phải là bị cấn mớp gì hết nha anh em. Đó, con này là con số 3, 16.300.000. Còn em muốn rẻ hơn nữa thì con số 1 và con số 2, mức giá chỉ có 15.700.000 và 15.400.000 thôi. Đây là con 15.700.000 nè. Sườn thì nha, nó hơi bị nhăm nhăm và có bị cấn nhẹ nha anh em. Đây, cấn một góc ngay góc ngã ba này. Con này thì cấn đúng một góc đó thôi. Rồi còn những chỗ khác thì nó hơi nhăm nhăm xíu xíu, cũng không đáng kể lắm anh em. Màn hình thì đẹp hết nha, không có bị trầy. 15.700.000 cho con số 2. Và con số 1 này thì rẻ nhất, chỉ có 15.400.000 thôi. Con này thì khách xài hơi ẩu hơn tí. Đây, sườn nó có bị cấn một góc chỗ này, rồi cấn góc bên đây nữa nha. Nói chung là cấn hai góc. Rồi con này thì đầy góc nữa nè anh em. Đây có một góc nhẹ nữa nè. Nói chung là cấn khoảng 3 góc anh em. Khá là nhìn cũng còn ổn lắm, chứ không đến nỗi mà xấu lắm nha anh em. Đó, màn hình thì khách đang có miếng dán dẻo rồi, không có trầy. Anh em thích thì có thể, không thích thì có thể lột ra thoải mái nha. Đó. Rồi con này thì rẻ nhất 15.400.000, đã bao gồm sạc cáp zin 25W và miễn phí ship đến tận nhà. Bảo hành cho anh em 3 tháng theo tiêu chuẩn của Samsung luôn nha. Anh em lưu ý sạc bên em là sạc chuẩn zin 25W đầu to. Cực kỳ là nhanh luôn em, sạc tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ là đầy. Chứ bên em không có tặng ba cái sạc điểu để sạc vào hư máy để cho có nha anh em. Sạc 3-40 nghìn thì em không có tặng. Em tặng cho anh em sạc chuẩn zin nha. 15.400.000. Rồi, em review xong lô S23 Ultra Việt Nam thì em sẽ tiếp tục S23 Ultra nữa, phiên bản Hàn Quốc anh em. Đó, em về được hai cây màu kem siêu đẹp luôn. Một cây thì RAM 12 và bộ nhớ 256, em bán là 16.300.000. Còn một cây thì RAM 12 và bộ nhớ 512, em bán là 16.800.000. Màu kem siêu đẹp nha. Cặp này thì ngoại hình đẹp tầm khoảng 98%. Sườn thì nó có bị phẩy một góc nhỏ thôi nè. Đó, đây là những con máy nguyên zin 100%. Đây, con 512 thì nó bị phẩy ngay một chỗ này, một chấm nhỏ giống như là cái đầu tâm thôi, không ảnh hưởng gì lắm anh em ơi. Rất là nhỏ nha, cái này thì anh em nhìn kỹ mới thấy được, chứ lướt sơ qua thì không có thấy được cái vết cấn này nha anh em. Không có ảnh hưởng gì tới phần màn hình. Đó, màn thì đẹp keng xà beng luôn. Đó, đây là những con máy mà nhập trực tiếp từ Hàn Quốc về anh em. Thì phiên bản Hàn, cấu hình của nó giống như là bản Việt Nam thôi. RAM 12 và bộ nhớ là 512GB. Cũng dùng được hai SIM luôn nha anh em, một SIM vật lý và một eSIM. Pin thì 5000 mAh. Và đặc biệt thì nó cũng giống như là bản Việt Nam, có cái phần mà ghi âm cuộc gọi. Rất là nhiều anh em thích cái chức năng này. Đó, bật lên thì mình có thể nghe được những cái cuộc gọi trước đó mình đã thực hiện nha. Đó, con này tầm 98% thôi. 16.800.000 cho bộ nhớ 512GB. Còn bản 12 và bộ nhớ 256 thì 16.300.000 nha anh em. Đó, ngoài hình con này thì đẹp hơn con vừa rồi. Còn cả siêu viền luôn nè. Nói chung con này đẹp 98-99% luôn. Không có bị cấn mớp gì hết. Nên con này thì quá đẹp rồi anh em. Đây còn cả siêu viền zin theo máy luôn nha. Rồi, con này thì 16.300.000. Tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em một cặp Samsung Galaxy Z Fold 4 phiên bản chính hãng Việt Nam. Em còn được đúng hai cây thôi anh em.
RAM 12 256 và RAM 12 512GB. Hôm nay em bán với mức giá là 12 triệu 8 và 13 triệu 800 nghìn thôi nha anh em. Đó, cây này thì bản 256GB, hàng Việt Nam, ngoại hình đẹp 98-99%. Trầy xíu siêu ngay chỗ cái gáy này thôi. Còn lại là đẹp hết nha anh em. Đó, lưng đẹp, sườn đẹp và kính đẹp, nó bị tróc sơn xíu siêu thôi, không có ảnh hưởng gì lắm. Đó, hai màn hình đẹp nét, bật ra là thẳng tắp luôn nha anh em. Cấu hình của dòng Fold 4 này, mỗi ngày em đều có review cho anh em. RAM 12GB và bộ nhớ là 256. Chạy chip Snapdragon 8 Gen 1, bản Việt Nam thì dùng được 2 SIM vật lý. Pin dòng Fold 4 này là 4400mAh, tần số quét màn hình là 120Hz nha, cực kỳ mượt. Thì dòng Fold 4 này Samsung sẽ nghiêng về cái phần giải trí, xem phim, nghe nhạc và chức năng văn phòng nha. Đó, anh em nào có thích xem phim, nghe nhạc, xem bóng đá thì chốt ngay con này. Thời trang rất là ok luôn nha anh em. Đó, dòng Fold 6 chuẩn bị ra mắt thì em sẽ giảm giá cho anh em dòng Fold 4 nha, 12 triệu 8 cho bản 256 và 512 thì 13 triệu 800 nha anh em. Đó, con này thì màu đen, ngoại hình nét nét đẹp 99% luôn. Đó, mức giá này thì khá là tốt để anh em trải nghiệm siêu phẩm nắp gập của Samsung nha anh em. 13 triệu 8 bản 512GB. Samsung S20 Ultra phiên bản sách tay 2 SIM vật lý, con này là bản quốc tế nha anh em. Đây là những con máy mà tồn kho, em bán cho khách và em mới vừa thu lại, ngoại hình thì cũng đẹp, ken xà beng luôn, không một tì vết, 99% anh em. Màn hình to 6,8 inch, tần số quét là 120Hz, RAM 12, bộ nhớ là 128. Con này thì dùng 2 SIM vật lý luôn nha anh em, gắn cả 2 SIM vào sử dụng luôn, rất là tiện lợi. Pin rất là trâu luôn, 5000mAh, tần số quét 120Hz và màn hình thì to 6,8 inch. Hiển thị 2K cộng, camera thì khỏi phải bàn rồi. Đây là một siêu phẩm đời đầu zoom xa 100x của Samsung nha. Đó, camera thì khỏi phải bàn luôn, rất là đẹp và cực kỳ là sắc nét anh em. Đó, chụp hình phong cảnh hay là này kia nọ là quá đỉnh luôn, cao luôn nha anh em. Rất là đẹp. Đó, anh em đi ruộng, đi rẫy hay là đi du lịch, mình có thể đứng ở đây, mình zoom xa khoảng cầm tầm khoảng 100m ở xa vẫn thấy được nha anh em. Con này em lên là 7.100.000 cho một siêu phẩm 2 SIM màu xám cực kỳ đẹp luôn. Em chỉ còn đúng một cây duy nhất thôi nha anh em. Đó, anh em chốt thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo giúp em nha. Tiếp theo thì em sẽ thanh lý cho anh em dòng Samsung Note 20 Ultra phiên bản Hàn Quốc. Ngoại hình con này thì tầm khoảng 97%. Sườn thì nó có bị trầy xước và phẩy ở các góc nhẹ như thế này. Đó, nói chung là không có cấn gì nặng anh em. Đây là những con máy mà em thu lại của khách, cho nên em bán với giá thành thì khá là tốt để anh em trải nghiệm. Mức giá em bán con này là 6.600.000 phiên bản Hàn Quốc. Đây là những con máy mà dòng cuối cùng dòng Note của Samsung, bộ nhớ cao nha, 256GB. Con này thì viền màn hình nó hơi bị hở sáng nhẹ. Đó, hở sáng như thế nào thì em sẽ đây quay cho anh em đây. Đây, nó hở sáng ở cái viền cam này anh em thấy không? Nó hơi bị hở sáng nhẹ nhẹ thôi, không đáng kể lắm nha. Rồi nó không có bị đốm hay là lưu ảnh gì hết, anh em chỉ có bị hở sáng nhẹ thôi. Còn lại là ok hết nha. Mọi chức năng sử dụng bình thường. Cấu hình con này thì RAM 12GB và bộ nhớ là 256. Chạy chip Snapdragon 865 Plus, phiên bản Hàn Quốc, cho nên anh em chỉ sử dụng được có một SIM thôi. Pin của dòng Note 20 Ultra thì 4500mAh. Được có thêm chức năng là ghi âm cuộc gọi nha anh em. Đây. Đó, bật lên sẵn cho anh em luôn. Đó, em hay bật sẵn cho anh em về không cần phải bật nữa nha. Thì mình có thể nghe lại nè, nó xóa hay là nghe gì đó ok luôn. Rồi, mức giá chỉ có 6.600.000 thôi nha anh em. Còn cây S20 Ultra phiên bản Hàn Quốc này thì em bán với giá là 5.800.000. Nó ngoại hình thì cũng còn quá đẹp luôn, 98% hơn nha. Không cấn, không mấp, dùng được một SIM thôi anh em. Nhưng mà bù lại thì cái bộ nhớ cao 256 và có ghi âm cuộc gọi, 5.800.000 nha. Tiếp theo thì em sẽ thanh lý cho anh em một siêu phẩm pin cực kỳ là trâu, S21 Plus phiên bản quốc tế Mỹ. Con này em bán với giá là 4.200.000, màn hình nó hơi bị ám hồng nhẹ nha anh em. Đó, viền cam thì nó cũng bị xước ở xung quanh viền, nói chung hơi bạc màu tí. Còn cái ngoại hình thì tầm khoảng 95-96% thôi anh em. Đây, sườn nó bị lấm tấm như thế này. Đó, sườn lấm tấm và bạc màu ngay chỗ cái chui sạc, không cấn không mớp nha, cũng còn khá ổn luôn em. Đây, màn hình đẹp ken luôn. Đó, con này thì khách xài không có dán cường lực để vậy dùng cho nó sướng luôn nè. Đây, cái màn hình anh em xem, ở nền trắng thì nó cảm giác là nó hơi hồng nhẹ nha, hơi hồng nhẹ ở các góc như thế này. Đó, chỉ có vậy thôi.
thì không có bị ám ố hay là lưu ảnh gì hết, nó chỉ bị hơi hồng hồng, nói chung cũng không đáng kể lắm anh em. Dứt điểm cái này thì khi anh em xài bật nền đen lên thì chắc chắn không có thấy cái phần ám hồng nha. Nói chung là khá tốt cho một con máy pin cực kỳ trâu. RAM 8GB, bộ nhớ 128. Con này chạy chip Snapdragon 888 nha anh em. Dùng được 2 SIM, một vật lý và một eSIM. Pin 4800mAh, con này thì anh em dùng gần như là cả ngày thoải mái nha. Camera của Samsung thì rất là đẹp. Đây, con này zoom xa hình như là 30x anh em. Đó, mọi chức năng sử dụng bình thường, em thanh lý cho anh em. 4.200.000 nha, vẫn bảo hành cho anh em 3 tháng. Tặng sạc cáp zin 25W và thêm một cái ốp lưng. Miễn phí ship đến tận nhà cho anh em luôn nha. Giá 4.200.000. Còn cây S20 Ultra này, quốc tế Mỹ thì em thanh lý cho anh em chỉ có 5.600.000 thôi. Ngoại hình thì đẹp keng luôn em. Nó khách xài phải nói là siêu kỹ. Bọc keo nguyên cây, nó dán màn hình này kia nọ là full cây rồi. Màn hình nó chỉ bị lưu ảnh nhẹ thôi, không đáng kể lắm, 5.600.000 nha. Tiếp theo em lên cho anh em một cặp Samsung Galaxy S21 Ultra và Note 20 Ultra. Phiên bản quốc tế Mỹ em chỉ còn được đúng một cặp màu đen thôi anh em. Em sẽ giảm giá cho anh em cặp này, đồng giá cho anh em là 7.500.000 nha. Hôm qua thì em bán cho anh em với giá là 7.800.000, em chỉ còn đúng có 2 cây thôi anh em. Đó, ngoài hình con màu đen Note 20 Ultra thì còn quá đẹp luôn em. Hầu như là gần như là 99% luôn, không có bị cấn mớp hay là phẩy gì hết. Khá là đẹp nha anh em, là kính nè, đẹp keng luôn, lưng đẹp. Còn một hai cây cuối thì em giảm giá cho anh em là 7.500.000. Dòng Note 20 Ultra Mỹ thì anh em dùng được 2 SIM nha, một vật lý và một eSIM. Có thêm trang bị một cái bullet pen. Nó camera cực kỳ là hầm hổ nha. Tần số quét 120Hz. Và con này thì màn hình nó cực kỳ là to, 6,9 inch lần nha anh em. Nó to hơn tất cả các dòng khác. Chẳng hạn như S23 Ultra, 24 Ultra, 21 Ultra là chỉ có 6 inch 8 thôi. Riêng con Note 20 Ultra này thì là 6 inch 9 nha anh em. Đó, màn hình bật lên nè. Cực kỳ là đẹp luôn. Long lanh, không có bị ám ố hay là lưu ảnh gì hết nha. Đó, rất là đẹp. Em chỉ còn đúng một cây thôi. Ngoại hình quá đẹp luôn nha anh em. 98-99%. 7.500.000. Còn cây S21 Ultra này cũng là phiên bản Mỹ, anh em cũng dùng được 2 SIM, một vật lý và một eSIM. Ngoại hình thì cũng còn khá ổn anh em ơi, 98% nha. Hơi nhâm nhẹ thôi, không cấn không mốp. Đây, lưng đẹp nè anh em. Còn cả miếng dán email luôn. 7.500.000, em bán cho anh em đồng giá nha. Đó, màn hình thì đã được dán miếng dán dẻo rồi. Cây này thì em bán cho khách xài rất là lâu rồi anh em. Em mới vừa thu lại nè, cho nên em thanh lý luôn cho anh em. Chỉ có 7.500.000 nha. Còn cây S21 Ultra phiên bản Việt Nam bộ nhớ cao 256 thì cũng thanh lý cho anh em chỉ có 7.800.000 thôi. Màu bạc silver, ngoại hình đẹp 99%. Màn hình thì nó hơi bị hồng nhẹ theo thời gian. Đây, nó hơi bị hồng ở khúc giữa anh em. Rất là khó thấy nha. Anh em để nền trắng thì anh em mới thấy được cái phần hồng hồng. Đó, không có bị lưu ảnh gì hết. Chỉ hơi hồng khoảng này thôi anh em. Trong quay qua camera thường thì anh em sẽ không có thấy được cái phần hồng màn hình nha. Hoặc anh em nào kỹ tính hơn tí thì mình có thể chuyển sang chế độ tối màn hình. Rồi, cứ thế mà dùng thôi anh em. Đó, để nền tối là vô tư vi vu luôn nha. 2 SIM vật lý, RAM con này thì là 12GB và bộ nhớ rất là cao luôn nha anh em, 256GB. Đó, em thanh lý cho anh em chỉ có 7.800.000 thôi. Dùng được 2 SIM vật lý và có ghi âm nha anh em. Màn hình quá đẹp luôn, 99%. 7.800.000 nha. Còn cao đời hơn một tí thì em lên cho anh em siêu phẩm S22 Ultra. Trên tay của em là một cặp phiên bản quốc tế Mỹ, RAM 8, bộ nhớ là 128GB, một cây màu trắng và một cây màu đen. Cặp này em bán cho anh em đồng giá là 9.700.000. Đó, RAM 8 và bộ nhớ là 128 nha anh em. Chạy 2 SIM được luôn, một vật lý và một eSIM. Con màu đen này còn khá nét, 98-99%. Đó, không có bị cấn mớp hay là lưu ảnh gì hết. Nó màn hình đẹp long lanh luôn nha. Cái này thì đang có miếng dán rồi anh em. Cái chỗ này là cái miếng dán nha, chứ không phải là cái nó bị trầy nha anh em. Tại vì khi anh em dán thì chắc chắn nó sẽ có một cái đường lằn ngang ở giữa màn hình như thế này. Đó, cái này là cái lằn ngang của miếng dán nha anh em, chứ không phải là bị trầy hay là cấn mớp gì hết nha, xước gì hết. Màn đẹp long lanh, không có bị trầy xước, không ám, không ố nha anh em. RAM con này là 8GB và bộ nhớ là 128. 9.700.000, chạy chip Snapdragon 8001. Còn cây màu trắng này thì ngoại hình tầm khoảng 97-98% thôi. Sườn nó có bị trầy xước và phẩy nhẹ theo thời gian, không cấn không mớp nha. Riêng phần màn hình thì nó hơi bị xước xíu xíu ở chỗ này. Đó, xước một đường như thế này đây. Chỉ có vậy thôi, còn lại mọi thứ là bình thường nha anh em.
bảo hành cho anh em là 3 tháng. Đây đều là những con máy mà em bán ra cho khách em và em thu lại, cho nên chất lượng thì cực kỳ là đảm bảo nha anh em. 9.700 dùng được 2 sim, quá là tiện lợi luôn nè. Còn anh em muốn xài cái bộ nhớ cao và RAM cao 12GB thì em còn được một cặp phiên bản Hàn Quốc RAM 12, bộ nhớ 256, 1 sim 10.8 và phiên bản chính hãng Việt Nam 2 sim vật lý RAM 12, bộ nhớ 256. Em bán với giá là 12.600.000. Đó, cây màu đỏ này thì ngoại hình quá nét luôn em ơi, 99% luôn nha. Không cấn không mấp, nó màn hình đẹp long lanh và lưng đẹp luôn. Nói chung đây là một con máy cực kỳ xuất sắc. Máy cũ đó qua sử dụng mà đẹp như thế này thì cực kỳ là ok luôn anh em. Đây, RAM 12 nha, bộ nhớ 256. Chạy chip Snapdragon 8001. Hai sim vật lý luôn nha anh em. Đây, gắn cả hai sim vào chiến đấu luôn. Có ghi âm cuộc gọi nha. 12.600 cho phiên bản Việt Nam hai sim vật lý và phiên bản Hàn Quốc một sim thì 10.800. Cả hai con này thì cấu hình y như nhau luôn nha anh em. Tiếp theo em về được một cặp Samsung Galaxy A54 5G, hai sim vật lý hàng Việt Nam màu tím rất là đẹp. Bản bộ nhớ cao nha anh em, 256GB. Cặp này em lên với giá là 5.400. Đó, mà A54 thì em bán giá 5.400 luôn anh em. Ngoại hình thì không có gì để chê rồi. Đẹp keng luôn, 99%. Đó, dùng được hai sim vật lý. Pin thì là 5000mAh, tần số quét màn hình 120Hz. Cực kỳ là mượt và pin thì pin 5000 dòng này thì quá là châu bò rồi. Anh em xài gần như là cả ngày luôn nha. Chỉ có 5.400 thôi nè. Thấp đời hơn một tí thì hôm nay em có được về một cây Samsung A24 5G, phiên bản Việt Nam luôn anh em. Hai sim vật lý, RAM 8 và bộ nhớ là 128GB. Ngoại hình con này thì còn khá là nét. Đó, sườn cả cái siêu zin của sườn vẫn còn luôn nha anh em. Đây, cái này là cái siêu zin của sườn nè. Ngoại hình con này thì anh em nào dễ tính thì 99% luôn. Đó, cái khay sim thì em để ra ngoài chút xíu nó gắn vào nha anh em. Em mới test sim em quên gắn vào rồi. Đi vào chi tiết con này thì màn hình tần số quét là 90Hz. RAM con này là 8GB nha anh em và bộ nhớ trong là 128. Đó. Hai sim vật lý nha anh em. Và bản Việt Nam thì chắc chắn là có ghi âm cuộc gọi rồi. Pin thì vẫn là 5000mAh, khá là trâu bò. Mức giá em bán chỉ có 3.500.000 thôi anh em. Đó, Samsung A24 5G phiên bản Việt Nam nha. 3.500.000. Còn cây S22 5G này màu tím cũng là bản Việt Nam thì em bán với giá là 7.000.000 đồng. Nhỏ gọn, RAM 8 và bộ nhớ là 128GB nha anh em. Giá 7.000.000, chạy chip cực mạnh luôn, Snapdragon 8001. Tiếp theo là em lên một siêu phẩm Oppo Find X3 Pro. Con này thì lô trước em về, em bán ra cho khách và em mới vừa thu lại nè anh em. Đó, có sạc cáp và có luôn cả cái tai nghe nữa nha. Nói chung con này thì phụ kiện nó quá đầy đủ rồi. Sạc cáp tai nghe, tất cả những phụ kiện đó đều là zin theo máy, sạc super vóc nha anh em. Mức giá em bán là 6.500.000, em còn được đúng một cây màu đen thôi. Đó, màu đen bóng cực kỳ đẹp và sắc nét, đẹp keng sờ beng luôn em. Con này thì có miếng dán zin kèm theo máy nha. Đó, RAM 12 và bộ nhớ trong là 256GB. Con này chạy con chip Snapdragon 888. Phiên bản Oppo, con này là chính hãng Việt Nam nha anh em. Đó, hai sim vật lý luôn. Pin 4500mAh, kích cỡ màn hình to 6,7 inch, tần số quét 120Hz. Dòng này thì camera phải nói là siêu đẹp luôn nha anh em, cực kỳ đẹp luôn. Đó, em còn đúng một cây thôi, 6.500.000 cho phiên bản Oppo Find X3 Pro. Con này là hàng chính hãng Việt Nam nha anh em. Đó, em còn được đúng có một cây duy nhất thôi. Rồi, tiếp theo thì em lên cho anh em siêu phẩm Oppo Find N2 Flip. Em có được hai màu, màu tím và màu đen nha. Đây, có phụ kiện zin kèm theo máy luôn, chưa từng sử dụng luôn nha anh em. Có cả cái ốp lưng. Và con này thì em bán vẫn giá cũ thôi anh em, 9.000.000 đồng. Cái này là miếng siêu của hãng nha. Đây là những con máy mà em nhập từ kho đem ra, hầu như là chưa từng sử dụng luôn em. Đó, hàng kho đem ra thì anh em tuyệt đối yên tâm rồi. Ngoại hình thì không một vết trầy. Đẹp như là một con máy mới nha. Đây, nắp gập của Apple. Hai sim vật lý, RAM 8GB và bộ nhớ trong là 256. Con này cực kỳ là mạnh mẽ nha anh em, chạy con chip Dimensity 9000. Nói chung là pin thì là 4300mAh, ăn đứt con Z Flip 4 của Samsung luôn. Ngoại hình thì quá nét rồi, màu tím cực kỳ đẹp. Đó, camera cũng siêu nét luôn nha anh em. Đó, siêu phẩm này thì em bán rất là nhiều rồi, em còn được tầm khoảng 3-4 cây nữa hết rồi anh em. Màu tím và màu đen nha.
mức giá em bán là 9 triệu đồng cho siêu phẩm Oppo Find N2 Flip nha. Tiếp theo là em thanh lý cho anh em cây 12 Pro Max 256GB màu xanh phiên bản quốc tế Nhật. Ngoại hình thì đẹp tầm khoảng 98%, khá là đẹp, chỉ có phẩy đúng một vết ngay chỗ này thôi. Đó, phẩy nhẹ một vết ở sườn, không ảnh hưởng gì tới cái màn hình. Đó, cây này thì em bán ra cho khách xài chắc cũng được một năm mấy rồi anh em. Hôm nay em mới vừa thu lại. Màn hình anh em xem kỹ thì nó hơi bị ám nhẹ khúc này. Đây, ám nhẹ phân tầng thôi. Chỗ này nó sáng hơn, chỗ này nó hơi sậm hơn một xíu. Nói chung cái này thì anh em soi thật là kỹ anh em mới thấy được nha. Còn xài bình thường thì chắc chắn là sẽ không có thấy luôn em. Nguyên zin 100%, con này thì chưa từng bung mở luôn em ơi. Đó, pin rất là cao, 90% nha. Phiên bản Zia 256GB. Đây, pin zin cao 90% nha anh em. Mức giá em bán cho con này chỉ bằng với con 128GB em bán thôi, 11.600.000 cho bản 256GB nha anh em. Đó, màn ám nhẹ phân tầng không đáng kể lắm anh em ơi. Đó, 11.600.000 nha. Rồi tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em full dòng iPhone bên em hiện có nha. iPhone 13 Pro Max phiên bản quốc tế nha anh em. Cây này là bản màu trắng phiên bản Hàn Quốc, ngoại hình đẹp 98-99%. Đó, sườn con này nó bị trầy xíu xiu ở chỗ này thôi. Còn lại là đẹp hết, cái này thì anh em đi đánh bóng một cái là đẹp luôn nha. Thì em để về em bán thôi. Đối với dòng 13 Pro Max này thì em sẽ hỗ trợ cho anh em fit màn hình xanh trắng trọn đời máy. Lỡ như anh em có bị thì anh em ghé bên em để fit miễn phí nha. Chờ 50 phút là lấy luôn. Pin zin 87%, xài cực kỳ là châu bò. Anh em dùng gần như là cả ngày thoải mái. Đây là phiên bản Hàn Quốc. Một sim vật lý và một eSIM nha anh em. Đó, 13 Pro Max thì xài rất là ngon luôn. Màn hình tần số quét 120Hz. Camera siêu đẹp và pin thì rất là châu bò. 14.600.000 cho phiên bản Hàn Quốc nha anh em. Còn hai cây màu xanh blue này thì em bán với giá là 12.900.000 đồng giá luôn. Cây bên đây thì màn hình zin đã qua ép kính và pin còn được 84%. Ngoại hình thì đẹp 98-99% nha anh em. Phiên bản quốc tế Mỹ, sườn trầy siêu nhẹ theo thời gian. Không cấn không mớp gì nặng hết anh em. Rất là đẹp nha. Con này thì em thu lại của khách, có bóc zin kèm theo máy nha anh em. Trùng email luôn. Con này thì chỉ có mỗi màn hình là bị ép kính thôi. Nói chung cái này thì em không nói thì anh em cũng không có nhận ra là được là đã ép kính rồi nha. Nói chung rất là đẹp luôn em ơi, thẳng băng, không có bị nhăn gì hết. Nhưng mà bên em bán thì sẽ báo chính xác tình trạng cho anh em, chứ không có giấu giếm nha. Đây là phiên bản LLA quốc tế Mỹ 128GB, một sim vật lý và một eSIM. Pin con này còn được 84%. Mọi chức năng sử dụng bình thường, nguyên zin, chỉ trừ có cái ép kính thôi. Thì cảm ứng này kia nọ vẫn bình thường, giống hệt như là kính zin thôi anh em, chứ không có khác gì hết nha. Đó, chức năng cảm ứng thì em vẫn bao cho anh em là 3 tháng. Và tất cả các phần cứng khác em vẫn bao cho anh em 3 tháng. Và phần màn hình xanh trắng thì hỗ trợ cho anh em fit miễn phí trọn đời luôn. Đó, con này thì chỉ có 12.900.000 thôi. Rẻ hơn khá nhiều so với con Hàn Quốc 14.600.000 này nha anh em. Đó, tình trạng sau thì em sẽ báo chính xác cho anh em, chứ không có giấu giếm nha. Còn cây màu xanh blue này thì cũng là 12.900.000 luôn. Tình trạng con này là đã thay màn zin bóc máy từ máy khác sang. Đó, không có chu tông. Bao anh em làm màn hình zin, men zin và vỏ zin luôn nha. Pin con này thì còn được bao nhiêu để quay luôn cho anh em xem cái cục pin nha. Rồi xong hết pin luôn em. Em nhớ mãi như lần này là pin 87% anh em. 12.900.000 nha. Chỉ có thay mỗi cục pin thôi. Còn lại là chỉ thay mỗi cái màn hình zin thôi. Còn lại là bao zin hết cho anh em nha. Màn hình này vẫn là màn hình zin nha anh em. 12.900.000 iPhone 12 Pro phiên bản quốc tế chuẩn luôn nha anh em, quốc tế Mỹ. Em có được 3 màu đây. Đó, màu đen, màu xanh và màu gold. Có cây thì pin yếu, em đã thay new 100%. Và có những cây thì pin zin nguyên bản chưa từng bung. Đó, anh em có thể chọn pin theo ý anh em muốn nha. Chẳng hạn như con này. Đó, đây là pin zin máy 89%. Và con này pin zin máy 87%. Đó, em về một lô này rất là nhiều luôn anh em. Qua nay thì em bán thì anh em cũng ủng hộ khá là cần, cho nên cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Đó, ngoại hình của lô này thì tầm khoảng 98-99%. Đó, anh em nào dễ tính thì 99% luôn. Còn mà khó tính thì tầm khoảng 98%. Nhâm siêu nhẹ theo thời gian. Đó, đây là những con máy mà cực kỳ chuẩn luôn em. Lô này em về rất là nét nha. Tất cả là màn hình đẹp, keng sờ beng, không có bị trầy. Đó, đương nhiên là nguyên zin 100% nguyên bản. Trừ những con mà em đã thay pin new nha. Đó, chẳng hạn như con Gold này em quay cho anh em xem cái ngoại hình nè. Đó, quá là đẹp luôn nha anh em. Đây là những con máy mà vỏ zin luôn nha, chứ không phải là vỏ thay nha anh em. Nói chung là zin nguyên bản.
chỉ có bóc ra để thay pin thôi. Thì trong quá trình bóc mình đã kiểm tra máy luôn anh em. Đây, pin thay new 100%. Có sàn cổ cáp cho nên có dung lượng pin trong phần cài đặt đầy đủ nha. Đó, em bán đồng giá cho anh em 9 triệu đồng cho dù pin thay hay là pin zin nha. Đó, em review con màu đen nè. Pin zin 89%. Đó, đây, sườn nó lấm tấm nhẹ nhẹ như thế này, nhăm nhẹ thôi. 98-99%. Không có bị cấn mớp, cái này là dơ nha anh em. Nó lau nhẹ cái là nó sắp tưng liền. Đó, chỉ có vậy thôi, lô này cực kỳ chất luôn nè. Em bán đồng giá 9 triệu chẳng luôn nha. Một sim vật lý và một eSIM phiên bản quốc tế Mỹ nha anh em. Đây, pin thay new. Quả là chất luôn nè em ơi. Rồi, tiếp theo thì hôm nay em có về được một lô iPhone XS Max 256GB và 64GB nha anh em. Đó, mức giá em bán thì sẽ là 5.8 triệu và 6.700. Pin thì 8X đổ lên và những con máy mà bị yếu á thì em đã thay pin new 100%. Đây, em review trước cho anh em còn 256GB, pin thay new 100% nha. Ngoại hình thì quá đẹp rồi, đẹp 98-99%. Sườn không có bị cấn mấp, chỉ có trầy nhẹ nhẹ theo thời gian. Nói chung là quá ổn cho một con máy sản xuất 4-5 năm rồi nha anh em. 256GB, pin thay new 100%. Giá 6.700 nha. Những con máy mà nguyên zin 100% nguyên bản thì chắc chắn pin nó sẽ yếu nha anh em. Con này là phiên bản ZB 256GB Hồng Kông Singapore nha. Một sim vật lý và một eSIM. Đây, pin thay new em có sạc cổ cáp cho nên vẫn có dung lượng pin trong phần cài đặt bình thường nha. Đó, bản 256GB và nguyên zin 100%. Chỉ có trừ cục pin thôi là 6.700.000 nha anh em. Em có đủ màu luôn. Đó, màu vàng nè và màu trắng anh em. Màu trắng con này là pin zin 82%, pin còn tốt cho nên em không có thay. Anh em nào có muốn thay thì em sẽ hỗ trợ cho anh em với chi phí chỉ có 300.000 thôi nha. Đó, màu trắng thì quá nét rồi. Vẫn em bán đồng giá là 6.700.000 nha. Đây, màu đen nữa nè anh em. Em về lô này thì đủ 3 màu luôn. Đen, trắng và gold. Đó, ít mắt thì nó chỉ có 3 màu này chủ đạo thôi anh em, không có màu khác nha. Đó, ngoại hình quá đẹp luôn, 98-99%. 6.700.000, con màu đen này là pin 85%. Còn bản 64GB thì em chỉ có màu vàng và màu đen thôi, không có màu trắng. Mức giá em bán là 5.800.000. Đó, con màu đen này là pin 83% nha anh em. Đó, đây là cục pin mà zin nguyên bản luôn. Pin zin máy cho nên em không có thay. Màu đen này nó hơi bị nhăm sườn xíu nha anh em. Và em bán đồng giá cho anh em 5.800.000 nha. Đó, có những cây em đã thay pin new sẵn cho anh em rồi. Về chỉ gắn sim là anh em dùng thôi. Đó, phiên bản quốc tế Mỹ nha anh em. Một sim vật lý và một eSIM. Nguyên zin, màng zin, men zin và bổ zin rất là đẹp nha. Đương nhiên là phải có chu tông đầy đủ rồi. Đó, dòng XS Max này màn hình to, màn hình AMOLED rất là đẹp nha. Riêng cái camera của XS Max này chụp hình phải nói là siêu đẹp luôn. Hiện tại em đang xài một cây nè anh em. Đó, em đang xài ba con, một cây XS Max với một cây 11 Pro Max. À, 13 Pro Max với lại một cây 14 Pro Max anh em. Nó xài rất là chất luôn, rất là mượt mà nha. Rồi, bản 64GB em bán đồng giá cho anh em là 5.800.000. Đó, anh em chọn màu nào thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo giúp em nha. Rồi, xong cái lô XS Max thì em sẽ lên tiếp cho anh em dòng iPhone 11 thường. Đây, hôm nay em về rất là nhiều luôn anh em. Đủ màu luôn nha. Đây, màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu đen và màu trắng. Đây là 5 màu của dòng 11 thường 64GB. Đó, và lô này thì em bán đồng giá cho anh em 5.500.000 một cây nha. Ngoại hình thì 98%. Đó, nguyên zin 100% nguyên bản nha anh em. Đây là những cái máy mà vỏ zin luôn. Sườn thì nó nhăm nhăm và phải phải nhẹ nhẹ chấm chấm như thế này. Nói chung là em đánh giá là 98%. Đó, không có bị cấn mớp gì nặng hết nha. Đó, rất là đẹp luôn anh em. Đây. Đó, chỉ phớt phớt nhẹ nhẹ như thế này. Rất là ổn nha anh em. Rồi, em sẽ review cho anh em lô này và mức giá em bán đồng giá cho anh em là 5.500.000. iPhone 11 thường 64GB. Con này thì pin zin 81%. Đó, anh em có muốn thay pin thì em sẽ cộng lên 300 để em thay new cho anh em nha. Đây, con màu đỏ này bản Việt Nam anh em, một sim vật lý và một eSIM. Rất là đẹp nha. Dòng 11 này thì xài phải nói là trâu bò luôn, cực kỳ là bền bỉ theo thời gian và pin thì rất là trâu luôn nha anh em. Rồi, em review con màu xanh mai. Con này thì pin 75% yếu cho nên em đã thay pin new 100% rồi. Đó, ngoại hình đẹp 98%. Một sim vật lý và một eSIM nha.
màn hình đẹp long lanh lóng lánh luôn nha anh em, không có bị ấm ố hay là lưu ảnh gì hết. Để coi con này là phiên bản nào đây. Đa số là bản Việt Nam anh em. Đây thêm một cây bản Việt Nam nữa nè. Một sim vật lý và một eSIM. Pin hiện tại là 75% cho nên cục pin này yếu rồi. Chút xíu nữa thì em sẽ gửi đi thay pin new 100% trước khi xuất bán cho anh em nha. Còn những con máy mà pin trên 8X thì em để nguyên zin để anh em về xài cho nó ngon. Đó, còn pin 83, 84, 85 thì em sẽ thay. Trừ khi dưới 8X thì em mới thay pin new nha anh em. Chẳng hạn như 73, 74, 75, 77, 78 gì đó em sẽ thay pin new cho anh em. Chẳng hạn như con này thì pin 86%. Em sẽ không có thay nha. Pin này là pin quá ngon rồi anh em. Đó, một con màu trắng này đồ đẹp luôn nè. Đẹp 99%. Đó, em ghi 99 nè. Rất là đẹp luôn anh em. Không có bị cấn mớp phẩy gì hết. Đó, màn hình thì đương nhiên đẹp long lanh. Đây, để coi cái đây là phiên bản nào đây. Đây, bản này cũng Việt Nam luôn em. Nó lô nguyên lô này thì đa số là hàng chính hãng Việt Nam thôi. 64GB, một SIM vật lý và một eSIM. Pin zin 86%, rất là châu bò luôn nha. Đây là pin zin máy nha anh em. Bao anh em là zin chuẩn hết. Lô này thì cực kỳ là chất cho anh em ơi. Đó, chỉ có 5 triệu rưỡi thôi. Máy 99 hay là 98 thì em bán cho anh em đồng giá luôn nha. 5 triệu 500 nghìn. Tên cho anh em dòng iPhone 12 thường 128GB và 64GB. Mức giá em bán bản 64 là 6 triệu 700. Cặp này thì một cây pin thay new 100% và một cây pin 81% nha anh em. Ngoại hình thì tầm khoảng 98% thôi. Đó, sườn nó có bị nhăm nhăm nhẹ nhẹ như thế này. Đó, con màu xanh này thì nó bị cấn xíu nha anh em. Rồi, mức giá cặp này thì em bán cho anh em với giá là 6 triệu 700 nha. Còn những anh em nào muốn thay pin new thì em hỗ trợ cho anh em là 300 nghìn. Còn cây 128GB màu đỏ em còn đúng một cây thôi. Ngoại hình con này thì còn quá đẹp luôn em. Nó đẹp 98-99% nha. Pin thì đã thay new 100% rồi. Không sàn cổ cho nên nó báo là linh kiện không xác định trong phần cài đặt. 128 thì em bán với giá là 7 triệu 500 nghìn nha. Đây, pin mà không thay cho nên nó không có sàn cổ cho nên nó báo là không xác định nha anh em. Anh em cắm tool thì hiển thị vẫn 100% bình thường. Đó, cắm bao u thì nó sẽ hiển thị phần trăm pin cho anh em nha. Đó, bao cho anh em là nguyên zin, màng zin, men zin và vỏ zin luôn. Chỉ có thay mỗi cục pin thôi. 7 triệu 500 cho bản 128GB nha anh em. Rồi, em xin kết thúc clip tại đây. Cảm ơn anh em đã xem clip của em từ nãy giờ nha. Những anh em nào chốt con máy nào thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo số này giúp em. 0902060151. Số này cũng là số tài khoản ngân hàng luôn nha. Bên em sẽ miễn phí ship toàn quốc cho anh em. Nhận hàng, kiểm tra đúng như clip như miêu tả như thế này thì anh em mới thanh toán. Rất là dễ dàng nha, anh em không có tốn phí ship. Rồi, một lần nữa cảm ơn anh em đã xem clip của em nha. Hẹn gặp anh em vào những clip sau. Bye bye.